tảng đá của một nhà dân đấy mọi người, ở trên đường quốc lộ 22 rất đẹp. Hàng đá bự bằng phao xốp luôn. Toàn bộ bằng phao xốp luôn. Đẹp quá trời luôn mọi người. Em thấy các bạn làm hang đá nhỏ, hang đá mini để trưng trong nhà bằng phao xốp vậy đó. Nhưng đây là hang đá phao xốp bự trưng ngoài trời. Đẹp lắm. Rất cảm ơn gia chủ đã tỏ lòng kính mến Chúa bằng cách làm cả một hang đá bằng phao xốp thật đẹp, trưng ở ngoài hè để cho tất cả mọi người cùng biết đến Chúa đã giáng sinh. Hang đá đẹp nhất trong năm. Hang đá bự nhất trong năm. Với một cá nhân đấy ạ, một gia đình là hang đá này là cả một kỳ công. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Mọi người hãy ghi nhận hang đá bằng phao xốp của một gia đình này nha. Em đi trên đường đi tới giáo xứ Trung Chánh đã thấy hang đá này nằm ở trên quốc lộ 22 bên hè đường trước một ngôi nhà, nên em đã vào chụp, vào quay. Cảm ơn mọi người.